Hoan hỷ chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Giang Cát. Thưa quý vị, xem tử vi cho tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 trong tháng 12 âm lịch thì sẽ giúp cho quý vị biết được về công danh, sự nghiệp, gia đạo và sức khỏe của bản mệnh trong tháng 12 âm lịch và từ đó mà chúng ta biết cách phát huy điều tốt, hạn chế điều xấu. Thưa quý vị, thời vận của con người luôn thay đổi theo từng năm, từng tháng, từng ngày, từng giờ và mỗi một thời điểm thì đều có những khó khăn hay là thuận lợi khác nhau. Vậy nên việc xem tử vi cho tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 thì sẽ giúp cho quý vị nắm bắt được thiên cơ và từ đó thì chúng ta sẽ có được những bước đi chính xác cho cuộc sống của mình. Và sau đây sẽ là phần luận giải tử vi cho tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 trong tháng 12 âm lịch. Xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 trong tháng 12 âm lịch năm 2021. Tân Sửu sinh năm 1961 là người khôn ngoan, ứng xử khéo léo, lại có ngoại hình phong độ, lịch sự nên dễ gây thiện cảm trong giao tiếp. Ngoại cảnh và vẻ hào nhoáng bên ngoài rất dễ lôi cuốn quý bạn, vì thế nghĩ suy và ước vọng cũng mau thay đổi. Cho dù cố gắng cũng khó thành công với những ngành nghề đòi hỏi sự tính toán nhẫn nại và nhất là phải thể hiện tính khuôn mẫu, mực thước. Quý bạn chỉ phù hợp với công việc có tính tự do, sáng tạo, tùy hứng hoặc theo sở thích. Người tuổi Tân Sửu, trong tháng này mọi phương diện đều ở mức ổn định. Ở độ tuổi này, công việc hay tài lộc cũng không còn là vấn đề quan trọng đối với gia chủ. Đã nửa đời người bươn trải cơm áo gạo tiền, lúc này chính là thời gian để gia chủ nghỉ ngơi, quây quần và sum vầy bên gia đình con cháu. Tân âm kim gặp với tân âm kim cho nên gọi là tỷ kiên, có nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong tháng này, những người tuổi Tân Sửu cần phải phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc là bạn bè, người thân quanh mình. Cũng cần phải cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mà mình đang tiến hành. Ngoài ra thì quý vị cũng cần phải chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục thể thao, tránh quá sa đà vào công việc khiến cho đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt dẫn tới bạo bệnh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tử vi tháng 12 năm 2021 âm lịch của người tuổi Tân Sửu cho rằng đây chính là một tháng khá thuận lợi, mọi việc tiến triển suôn sẻ, hanh thông. Bản mệnh tạo được các mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh. Tháng này may mắn từ sự nghiệp sẽ giúp cho những người tuổi Tân Sửu trong công việc xác định được mục tiêu rõ ràng của mình. Và bên cạnh đó thì bạn cũng biết phát huy sức mạnh của tập thể, sử dụng các kết nối để giải quyết công việc cho nên mọi khó khăn đều được tháo gỡ. Bản mệnh dễ gặp được quý nhân, nhờ thế mà mọi sự liên quan đến công việc đều khá thuận lợi và suôn sẻ. Tháng 12 được dự báo là quãng thời gian thuận lợi nhất trong năm trên mọi phương diện với những người tuổi Tân Sửu. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, Thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn mà từ đó thì tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không kể xiết. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho tuổi của gia chủ tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng này gia chủ tuổi Tân Sửu về tài lộc khá ổn định, việc làm ăn hợp tác rất tốt nên tận dụng thời gian này để tìm đối tác phù hợp cho những kế hoạch sắp tới của mình. Người làm ăn kinh doanh nói chung công việc ổn, thu về nhiều tiền và có thể dùng vốn đầu tư thêm. Chắc chắn bằng sự nỗ lực của mình, bạn sẽ mở thêm được nhiều cơ sở, gây dựng thêm uy tín. Chỉ là đừng quá mạo hiểm đầu tư lớn, cũng phải biết đối tác hay là người kết hợp làm ăn với mình như thế nào để phòng khi bị lừa gạt. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Về cơ bản thì tình hình sức khỏe của người tuổi Tân Sửu khá ổn định trong tháng này. Bạn không phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng, hẳn nhiên là khó tránh được bệnh vặt. Tuy nhiên tinh thần bạn tích cực, lạc quan thì mọi việc sẽ ổn. Phụ nữ tuổi Tân Sửu nên chú ý các bệnh lặt vặt như phụ khoa và đau dạ dày, vân vân. Áp lực từ công việc là không thể tránh khỏi với các gia chủ tuổi Tân Sửu trong khoảng thời gian này. Bạn cần phải bố trí sắp xếp thời gian biểu hợp lý để vừa đảm bảo hoàn thành công việc và vừa có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn. Phong thủy Gia Cát khuyên các gia chủ thường xuyên đi chùa để tâm được thanh tịnh và hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Đây chính là vật phẩm có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng phong thủy tốt nhất, Thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của gia chủ tuổi Tân Sửu năm 1961 để mang lại kết quả tốt nhất. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này, bình lặng,
mâu thuẫn nhỏ có thể xảy ra đối với người tuổi Tân Sửu đã có gia đình nhưng lại không ảnh hưởng nặng nề tới tổ ấm. Tuy nhiên thời gian này cũng có thể xuất hiện người thứ ba xen vào mối quan hệ của bạn, dẫn đến những nỗi buồn trăn trở, lo nghĩ của bản mệnh. Tháng này, bạn có thể trở thành nhân tố tác động đến mối quan hệ của tuổi Tân Sửu. Tổng quan tháng 12 âm lịch năm 2021, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 12 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 12 năm 2021, tức ngày 3 tháng 1 năm 2022 đến 31 tháng 1 năm 2022 dương lịch. Tháng 12 Tân Sửu có nạp âm là Bích Thượng Thổ, tháng Sửu Lục Hợp Tý, Tam Hợp Tỵ và Dậu thành Kim Cục, Xung Mùi, Hình Tuất, Hại Ngọ, Phá Thìn và Tuyệt Mùi. Đối với người tuổi Tân Sửu, trong tháng 12 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 4 tháng 12 năm 2021, tức ngày 6 tháng 1 năm 2022, dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mùi, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch ngày 16 tháng 12 năm 2021, tức ngày 18 tháng 1 năm 2022, dương lịch, có nạp giáp là Tân Mùi, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Ngày âm lịch ngày 28 tháng 12 năm 2021, tức ngày 30 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mùi, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Đây chính là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh đó là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết mà không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Tân Sửu trong tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu năm 2021 đó là ngày âm lịch ngày 9 tháng 12 năm 2021, tức ngày 11 tháng 1 năm 2022 dương lịch. Có nạp giáp là Giáp Tý, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch ngày 21 tháng 12 năm 2021, tức ngày 23 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tý, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Đây chính là 2 ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nho nhỏ trong gia đình bạn tiến hành vào những thời gian này đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp, phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của mình, thì quý anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiện đang hiển thị trên màn hình để được thầy Gia Cát tư vấn hoàn toàn miễn phí. Năm nay, các gia chủ tuổi Tân Sửu phạm thái tuế, mà người xưa có câu thái tuế đương đầu họa, vô hỷ ắt hữu họa. Ý chỉ thái tuế đáo đến hướng thì những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ tuổi Tân Sửu sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế đặt trong ví và luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy Gia Cát. Trên đây, phong thủy Gia Cát đã chia sẻ đến quý anh chị và các bạn vận trình tử vi tuổi Tân Sửu trong tháng 12 năm 2021 âm lịch. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi nội dung chi tiết video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc quý anh chị thực hiện trong tháng, tử vi 12 con giáp từng tháng, đặc biệt là những gia chủ tuổi Tân Sửu trong tháng 12 âm lịch này, quý anh chị hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm thì vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau, và chính vì thế mà chúng ta cũng phải luôn vững tin vào cuộc sống vốn đầy chông gai và khó khăn này, đúng không ạ? Qua phần luận giải của người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 thì quý vị cũng đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong tháng 12 âm lịch, và từ đó thì sẽ có được những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp đến. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.